dài quá. Ga lăng cái gì? Ăn đi để còn làm cờ nhíp review cho Vinamilk. Gì chứ? Cái này em làm được. Ăn với em thì đơn giản. Ờ do mà. Cái dám không ăn à? Thôi em đang giảm cân sếp ạ. Ừ, cả con. Đây rồi, kem trân châu hoàng kim vị phô mai. Còn đây, kem trân châu đường đen. Wow. Đây là kem trân châu hoàng kim vị phô mai. Đây, kem trân châu đường đen. Có cả vỏ ốc quế nữa này, hay thế. Cho anh cái tìa. Múc kem vào vỏ ốc quế nào. Ui, nhiều trân châu phết. Này, mai mèo, chén đi. Phá này, thử loại kem trân châu hoàng kim vị phô mai này đây. Thắm không ăn thì đúng là thiệt nào. Wow, em xin. Ăn đi rồi review nhá. Vô ra. Mùi phô mai thơm. Trân châu này hay nhỉ, không hề cứng tí gì luôn. Phá làm phát nửa que kem. Để anh thử cái vị phô mai. Ăn được. Cái vị ngọt, nó là ngọt thanh nhỉ. Mà đặc biệt này, cái vỏ quế nó giòn. Em thì thích ăn kem trân châu thì siêu ngon. Thơm, bùi, mỹ. Điểm nhấn của cái món này là trân châu luôn. Kem thì hết ý rồi, nó mát. Mát lạnh từ đầu lưỡi, mát đến họng, rồi xuống đến bụng. Thật ra mỗi hộp có một vị ngon khác nhau. Ai mê đường đen thì hãy chọn trân châu đường đen nhá. Còn ai thích vị béo phô mai ấy thì chọn trân châu hoàng kim. Ô, hộp kem đâu rồi? Còn cái gì? Sao mày bảo không ăn? Ôi, còn không xem ơi.